được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ba anh chị, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục là đi vào nhà của hai ông cháu. Trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi thì cũng khá là lâu cháu Đức không có xuống nhà của hai ông cháu rồi cô bác. Và hôm nay thì khi mà cháu Đức xuống thì cũng có nhận được thêm một cái phần quà là của bác Quang ở bên Mỹ có gửi cháu Đức là 500.000. Cái số tiền 500.000 này thì bác muốn bảo cho bác bảo với cháu Lực rằng là mua một thùng sữa này và một chút bánh kẹo để cho em Mạnh em ấy uống, cũng như là có bánh để mà ăn. Có thể là như buổi sáng thì em có thể là lấy một lọ sữa để vào trong cặp, hay là một cái bánh nữa để vào trong cặp rồi đi học. Bây giờ thì cháu Lực xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào thăm hoàn cảnh của hai ông cháu một chút cô bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực có mua xuống cho em Mạnh là thêm là một bịch bánh này, cộng thêm là một thùng sữa nữa. Thùng sữa đây là thùng sữa su su cô bác. Trẻ con thì hay thích uống những cái loại sữa mà su su. Đi xuống thì không biết là gặp hai ông cháu liệu là có ở nhà không chứ cô bác ạ. Hình như cháu Lực nhìn thấy lại ở đây thì cứ thấy là có gia đình nào lấy xe máy xuống đường này luôn rồi cô bác này. Nhưng mà chắc là cái chòi trước mặt bên kia là người ta làm để mà để xe máy chứ không phải là để mà chuồng gà. Cái xe máy của hàng xóm thì chắc là để đây cô bác. Ngôi nhà của ba ông cháu thì được nằm ở tận dưới hổm bên kia, một cái ngôi nhà mà trên cái mái phủ lên trên một tấm bạt xanh xanh. Ở tấm bạt xanh thì hôm nọ là cháu Lực khi mà cháu Lực xuống cô bác thì cháu Lực cũng mới mua để mà lập cho hai ông cháu thôi. Còn là bây giờ thì quãng đường đi thật sự ra là vừa đi vừa cầm đồ cô bác, vừa đi vừa quay nữa, thành ra là cũng rất là khó, cho nên là cháu Lực sẽ xin phép là kết thúc một chút để một tí nữa gần đến nhà của hai ông cháu rồi cháu Lực sẽ ghi hình sau. Đấy, vừa rồi cháu Lực cũng đã đến nhà của hai ông cháu rồi cô bác ạ. Này đây là ông dùng để làm gì không? Cho lợn ăn à? Này là ông là vừa nấu xong cám lợn cô bác, ông thì cũng có một nồi cám lợn này. Đấy, Mạnh thì đến hôm nay thì mới được gặp này Mạnh nhỉ. Chú chào Mạnh nhá. Mạnh rồi, Mạnh nói cháu Mạnh xin chào các ông các bà. Xin chào các ông các bà. Rồi đang ăn kẹo à? Hả? Hả? Sáng dậy ra là chưa rửa mặt hay sao ấy nhờ. Mắt Mạnh vẫn còn đỏ đỏ một chút không nhờ. Đỏ. Vẫn còn như kiểu là bị đau mắt đỏ đỏ một chút cô bác ạ. Em bé Mạnh ấy. Thế là Mạnh đang ăn cái gì ấy? Đang ăn kẹo à? Hôm nay chú lại mua kẹo cho Mạnh ấy, mua kẹo cho bánh cho, mua kẹo với lại mua bánh cho Mạnh nữa. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có để ở ngoài ngoài một chút các bác, bây giờ thì sẽ gửi cái phần quà này tới cho Mạnh. Mạnh ơi cầm sữa vào đi Mạnh ơi. Này. Đây, Mạnh ôm được không? Đây một thùng nhá. Thêm là một chút bánh nữa. Nặng đấy nhờ. Đây, đây. Đây là Mạnh uống kẹo à? Cái gì đây? Nước ngọt à? Đây uống sữa. Mạnh có uống sữa không? Không muốn uống sữa không? Thế thì ngồi đây, ngồi đây uống sữa này. Đây, ngồi đây. Dè bóc, ông bóc cho Mạnh nghe không? Ông bóc cho Mạnh. Cái đèn năng lượng này vẫn còn lên chưa ông? Có. Vẫn còn lên đúng không? Thế sáng nay ông với lại Mạnh thì đã ăn gì chưa? Ông làm cháu ăn chứ nhầm chứ. Mạnh Mạnh chưa ăn à? Chắc là đói đây, rồi nhờ. Đây này. Cái có thích không Mạnh? Có thích uống sữa không? Thích à? Rồi, cho uống đi. Trong khoảng thời gian này thì có vẻ như là
và cháu Lực cũng mua cho Mạnh thêm là khá là nhiều sữa rồi cô bác ạ. Cái phần quà này là phần quà của một bác ở bên nước ngoài là gửi cho ông nhé, gửi cho 500.000 thì bảo là mua sữa với lại mua bánh cho mẹ. Đấy thì hôm nay là cháu mua hết số bánh với lại thùng sữa đây là tổng tất cả là 500.000. 510.000 thì người ta lấy 500.000. Bánh thì là ông có thể là ăn cùng Mạnh nhá, bánh này. Cho ông bóc cho đi. Đây tự từ mới bóc luôn nhá. Bây giờ thì có vẻ là biết bóc sữa rồi. Mạnh thì hôm nào cũng được đi học à ông? Biết hôm nào đi học à? Học cô giáo bảo mới biết à? Cô giáo bảo mới biết à? Nhưng mà là mình có điện thoại đâu mà cô giáo bảo. Cái bảo nó ở trên này có. À. Nào Mạnh phải mời câu các bà uống sữa chứ. Các ông các bà uống sữa. Con mời. Con mời. Các ông các bà. Các ông các bà. Uống sữa. Uống sữa. Rồi. Có vẻ như sáng sớm Mạnh mới dậy cô bác. Có vẻ dậy là ông cũng đi làm ở ngoài khá là nhiều việc cho nên là chưa có thời gian là rửa mặt cho Mạnh. Rất là đói rồi cô bác, uống sữa uống ngục rồi. Nếu mà Mạnh uống thì uống được một ngày mấy lọ không? Mười mấy hộp sữa? 3-4 hộp nữa. 3-4 hộp à? Thế thì ông 3-4 hộp thì ông cho uống ít thôi nhá. Đây. Sáng sớm là lúc mà Mạnh đi học ấy thì là cho uống sữa được một lọ, kèm theo là cho thêm một lọ nữa để vào cặp đi học. Thế đúng rồi, thế còn bóng không ạ? À lấy thẻ không ạ? Rồi. Cái phần quà là phần quà của một bác Quang ở là bên Mỹ là gửi cho ông với lại Mạnh nhá. Vâng. Đấy, cháu Lực cũng xin thay mặt là hai ông cháu gửi một lời cảm ơn và một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng tới bác Quang, bác ở bên Mỹ. Ta nghe là phần quà này là cháu Lực mua gửi trước Tết rồi. Đấy nhưng mà khi mà cháu Lực mua xuống thì lại không có bắt gặp hai ông cháu ở nhà, thành ra là lại phải về. Thì đến hôm nay thì cháu Lực mới xuống để mà trao cho hai ông cháu được. Ông có thấy khi mà trong thời gian này thấy Mạnh là có uống sữa, thấy cháu xuống chia sẻ mà có khá là nhiều phần quà xuống thì ông có thấy là vui mừng thêm không? Có, vui mừng thêm. Cô cháu khỏe hơn tí nữa, uống sữa béo hơn tí nữa. Đoạn này là béo hơn hả ông? Vâng. Đây, theo như lời kể của ông thì có vẻ như là Mạnh có vẻ đoạn này là béo hơn một chút đấy ông nhỉ? Mạnh no chưa? No rồi à? Hết rồi. Đấy. Cái này là để cất đi lại chiều tối lại uống nhá. Rồi. Bây giờ thì cất ở đâu? Cất ở đâu? Đấy. Ôi giời, nặng đấy. Cứ để lên mà xem mà. Đấy, tự biết cất rồi. Sữa này thì Mạnh là hay để đâu? Sợ vì người ta về lấy không? Ông. Có đấy. Hôm nay là ông cào bờ ruộng à? Ừ. Mạnh gửi một lời cảm ơn tới ông nhá. Ừ. Rồi Mạnh phanh tay gửi một lời cảm ơn tới ông đi. Con xin cảm ơn ông. Con xin cảm ơn ông. Đã gửi tiền. Mua sữa cho con. Rồi. Thế là Mạnh là sáng nay là chưa ăn cơm à? À, chưa ăn cơm luôn. Cái bánh chưng thì hôm nọ đã ăn hết chưa? Hết. Ăn hết rồi à? Đấy, hôm nọ thì có bác ạ, khi mà có hôm mà hôm 28 Tết, hôm 28 Tết là ông với Mạnh là đi đâu ấy? Hôm đi ở nhà bác bên kia nó thiết luôn. À. Cháu miệng đi. Thế là cháu xuống đây tìm ông nhưng mà với lại Mạnh thì không thấy ai ở nhà. Vâng. Hôm đấy thì bảo là đưa ông lên, đưa Mạnh lên trên trên chỗ cháu kìa. Vâng. Là để lên làm để chơi. Đấy, mua bánh kẹo, mua thức ăn cho các cháu ấy. Vâng. Hôm đấy đi cùng nhà bác.
À. Và thế thì đây cũng là những gói bánh thì ông với lại Mạnh là cất đi nhá. Để mà có những lúc mà có thể là ông đi làm về cũng đói này, thành ra là ăn có thể ăn một chút. Bánh thì là toàn là bánh ăn như kiểu là thuộc dạng như kiểu là một chiếc bánh mì ấy, mình ăn có thể là đỡ đói ấy nhá ông nhá. Còn là thùng sứa này thì là chắc là chỉ dành riêng cho Mạnh thôi. Thùng sứa này là thùng sứa trẻ con thôi. Đấy, lại lôi ra để mà ngắm rồi đấy cô bác ạ. Lại uống thêm à Mạnh? Hả? Ôi, uống hai hộp luôn này cô bác này. Chắc là có khi là khá là đói rồi ấy. Thế thì à, thế sáng nay là Mạnh chưa ăn gì luôn à ông? Chưa ăn gì đâu. Thế là vừa rồi là ông là đi xuống làm bờ ruộng ở dưới kia à? Vâng. Ui giời. Tự biết bóc rất là giỏi cô bác ạ. Có thể sang năm sau là Mạnh có thể là nấu được cơm cho ông ấy nhỉ. Năm sau lên lớp 1 đấy. Hiện tại thì Mạnh đã được 5 tuổi rồi cô bác. Một cái cậu bé mà phải nói là thiếu đi tình thương của người cha này, cả lẫn người mẹ nữa. Bây giờ thì tất cả mọi cái mọi điều thì đều được ông là lo lắng cho từng chút một cả. Tết này thì hai ông cháu là ở nhà là làm những cái gì Tết này ấy? Tết này mua được một tí thịt lợn về cùng cháu ăn. Mua được một tí thịt lợn về cùng hai ông cháu là ăn thôi à? Vâng. Ở trong một cái ngôi nhà như này cô bác, ngôi nhà như này thì phải nói là cực kỳ mà xuống cấp rất là nhiều rồi. Chỗ này là ông để cái gì đây? Còn mì tôm sao? À mì tôm à? Ừ. Ôi rồi. Chiều này vẫn chưa nó ăn hết rồi. Ôi, thế là mì tôm là phải buộc là rất là nhiều cái lớp mà cái lớp bạt đấy cô bác này thì sợ ông theo như ông kể là sợ chuột. Thế cái đèn năng lượng này thì vẫn còn không có bị ảnh hưởng gì đâu không? Vẫn lên đúng không? Vâng. Thế đến ban đêm thì hai ông cháu là lúc mà ăn cơm thì có hết sợi, có lúc có hết pin bờ chưa? Có à? Thế là ban đêm là lúc ăn cơm thì vẫn hết pin à? Vẫn hết. Từ 6 giờ thì nó khắc lên. À, từ 6 giờ nó khắc lên đúng không? Tại vì là cài đấy, ông cài là 6 giờ là nó khắc lên. 6 giờ thì sáng đến tầm mấy giờ thì ấy lên rồi nha Mạnh nhỉ? À, thế là Mạnh là cũng biết bật đấy ông nhỉ? Biết rồi. Mạnh thì cũng tự biết bật luôn này cô bác này. Nhưng mà bật xong thì đừng vứt đi đâu nhá Mạnh nhá. Vâng rồi nói cô. Ôi cái chỗ này ông để bẫy chuột à? Ông cẩn thận nhá. Mạnh vào đây giấm chúng là nát chân đấy. Chuyện đấy. Nhà ông mấy nhà hai ông cháu thì có vẻ như là có khá là nhiều chuột cô bác ạ, cho nên là phải bẫy dùng cái bẫy để bẫy rất là nhiều. Ô cái đấy là chuột cũng ăn hả ông? Ăn ạ. À. Và cái này là dùng ông là dùng để bẫy chuột ở trong nhà đấy cô bác. Ở trong nhà thì trước không nọ thì được lập bằng cái pro này, được lập bằng cái rơm của bác, cho nên là có khá là nhiều chuột. Hôm nay thì hai ông cháu là có đi đâu làm gì không ông? Đây là chỉ lắp bờ ruộng. Phải lắp bờ ruộng không? Vâng. À, con lợn ở ngoài kia là lợn nhà ông à? Vâng. Ừ, thế là có một con lợn kia thôi không? Ừ. Ngôi nhà của ông thì Chuẩn Lực cũng không cần phải là miêu tả nhiều nữa. Khi mà Chuẩn Lực ghi hình lên thì các bác cũng đã nhìn nhận ra được rằng là một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ là ọp ẹp luôn các bác. Tập sườn này ông chưa ăn à? Ôi con chuột ăn à ông? Chuột ăn à? Ôi rồi.
Ông nọ thì mua xuống cho ông là 1 cân là được ba anh Phạm là gửi tặng cho. À, 1 cân với lại thêm là 2 chị Nguyệt Thí gửi cho nữa. Thì bây giờ cũng đã gần là gọi là gần hết rồi, nhưng mà bị chuột ăn một chút. Đấy, những cái đồ đạc này thì sợ rằng là có ai về trộm không ông? Bánh kẹo này này. Sợ à? Ở trong này là gì? Ở trong này là gì? Thóc à? À, đấy lên nó không ăn đúng không? Thế thì Mạnh là cất bánh đi, cất bánh ra bên kia đi, cất bánh, cất sứa đi. Đấy, để ơi, đừng có để ra kia nhá, kia là có cái bẫy ấy. Cái này là chắc phải dùng treo lên thì chuột mới không ăn đấy ông nhỉ? Vâng, vẫn treo. Không là chuột vào trong nhà là ăn hết bánh kẹo đi đấy, cả sứa nữa. Có sợ chuột ăn hết sứa của mình không hả Mạnh? Hả? Sợ à? Thế là phải trông coi cẩn thận nhá. Kéo nó vào bà nó về chơi thấy ăn hết. Thế là ở trên này là Mạnh cũng có bạn à? Có không? Có bạn à? Thế là buổi sáng là ông đưa đi học, xong là đến buổi chiều thì lại Mạnh này cùng bạn về à? Vâng. Xong về đến kia là khác về đường, khác biết được đường phải là về nhà một mình đúng không? Vâng. Hôm nào là đi học với Mạnh có biết không? Hả? Hôm nào Mạnh đi học? Không biết rồi. Một tuần nữa. Mạnh thì chắc là không biết đâu. Cái củ này là ông đem về để ăn à? Vâng. Cái này ông làm chìa khóa cho làm rồi đúng không? Vâng, làm với dây chém đi. Giòn lắm. Giòn á? Ừ, chắc. Ồ, cái dây này là cũng khá giòn thôi à? À, là ông làm lại cái này à? Cứng quá. Ồ, cái này thì cứng quá rồi. Hay ở phần phía trong nhà thì một khi mà đun cái bếp củi ở đây cô bác, thì vào trong nhà phần đó là khá là cay mắt đấy, tại vì là cái khói nó đâm hết vào trong nhà, nó lan tỏa hết vào trong nhà. Thế hai ông cháu là chuẩn bị là nấu cơm chưa ạ? Hay là đi làm cái gì để xong đi tìm nấu cơm? Làm chi với nấu cơm, sáng nay làm cháo ăn sớm à. Thế là buổi sáng dậy ra là làm cháo để ăn hả ông? Vâng. Cái chốm nhầm nó chưa ăn à. Là mới Mạnh là chưa ăn thôi đúng không? Vâng. Mạnh chắc là vừa rồi uống 2 lọ sứa rồi, chắc là không ăn nữa đâu. Chắc không lo rồi. À dưới kia cho trắng trắng ấy là nhà ông mà gieo mả rồi đấy không? Vâng. Thời tiết là mấy hôm trước thì khá là lạnh các bác, cho nên là bà con là hình như là cháu được nhìn thấy là nhà nào cũng đều là mua những cái tấm ni lông trắng này về để mà mình gieo mạ, xong là dùng cái này tấm lân phủ lên trên thì nó mới không bị chết đúng không? Đúng rồi. Cho nó xanh lè đấy. À, bên trong nó xanh rồi à? À, thế là mạ của ông là bên trong xanh đúng không? Chỗ kia thì đủ trồng hết, chỗ này xuống rồi không? Chỗ kia ấy. Vâng. Chắc đủ không? Thế là bây giờ là ông làm ruộng là dùng trâu để làm đúng không? Trâu thì thường mới cày làm. À. Trâu này không cày được không? Ừ. Thế là ông bổ củi này để đem đi bán à? Bổ củi này xong để đem đi bán, xong là dùng cái số tiền đấy để mà thuê lại người ta là cày ruộng của bác ạ. Đây, ông bảo là bây giờ ruộng thì trâu này cũng người ta cũng chỉ cho để mà nuôi, để mà lấy phân thôi, cũng không cho để mà cày cho lắm, cho nên là ông phải đi lấy củi như này về để mà bổ để đem đi bán, xong là dùng cái số tiền đấy để mà thuê lại chính bà con ở trong thôn bản này,
xem là nhà nào có mấy cây, nhà nào nhận thuê, nhận làm ấy, thì ông sẽ cho người ta về làm. Thế là mấy hôm nay là ông đi lấy củi là nhiều à? Đi lấy củi này về để đem đi bán, xong lại lấy tiền đấy để mà thuê người ta cày ruộng. Cả đám này hết là 1 triệu á? Từ đây xuống à? Là đến lúc mà người ta làm cho mình thành, đến lúc mà mình cấy được đúng không? Ồ, thế là cũng phải làm độ tầm 2-3 đợt đấy đúng không? Đắp bờ đấy là ông tự đắp hay là người ta đắp cho ông luôn? Ông tự đắp thôi, ông làm. À, nếu mà cái bờ đấy mà mình đắp thêm là người ta sẽ lấy thêm tiền đúng không? Vâng. Cho nên là mình chỉ thuê người ta cày thôi đúng không? Vâng. Thì cày rồi đi thả nước về cho nó. Cái có ruộng của ông thì cũng không có để phân bón, phân lân, phân đạm mình cô bác nhiều ấy, thành ra là khi mà thu hoạch ấy thì nó năng suất của nó thì cũng có khá là ít, nó cũng không có cao, chỉ có hầu như là chỉ có phân chuồng là nhờ con trâu kia để mà đáp ứng cái phân chuồng để mà bón hết cho cái phần đồng ruộng của nhà ông thôi. Thế Mạnh thì có ở nhà làm ruộng với ông không? Hả? Có, nó thì chơi, nó chưa biết làm. Hả? Mạnh thì bây giờ thì chưa biết làm gì đâu các bác ạ. Năm nay mới có 5 tuổi thôi. Đấy, nhưng mà độ tầm chục tuổi nữa thôi, chục năm nữa thì là có thể là Mạnh sẽ lại là người mà gánh vác hết cái trách nhiệm là lại lo lắng cho ông rồi đấy. Mạnh là bây giờ đi rửa mặt đi nhá. Nhá, nước cái ấm cho ông. Ông ơi rửa mặt cho Mạnh đi. Đấy đi, đi đi với ông để đi rửa mặt đi. Đấy, Mạnh thì đi đâu cũng thế, lon ton là chạy theo ông cả. Nước này chắc là ấm rồi ông ạ. Ông để từ nãy rồi. Hãy đi lấy cho bé về với lại khăn mặt cho ông rửa mặt cho đi. Có thể là trong một thời gian tới cháu được sẽ đi mua thêm pro, tiền quý ra làm pro để mà làm sao mà mua độ tầm 10 máy tấm về đây để mà lập chỗ này để cho ông nấu cơm ở chỗ này cô bác ạ, chứ không là bên kia là nhìn thấy nó rất là nguy hiểm, sợ rằng là máy nữa trời nóng rồi thì cái sức của lửa nó bén rất là nhanh, cho nên là sợ nó lan ra bên kia. Theo như ông thì chỗ này cần bao nhiêu tấm pro ông nhỉ? Vâng, ở bên kia kìa. Chưa đo. Chưa đo à? Thế thì một tí nữa hai ông cháu mình đo xem là cần bao nhiêu tấm pro thì chắc là có khi là lấy pro về lập ở bên kia thôi ông nhỉ? Vâng. Đấy, bây giờ thì trước mắt thì sửa được cho ông. Sửa được cho ông ở đâu thì mình sửa đấy, rồi khi mà trong thời gian tới thì xem là tiền quý của hai ông cháu như thế nào rồi thì cháu sẽ tiến hành vào vào sâu hơn ông nhá. Để mà làm sao mà giúp đỡ cho hai ông cháu có cuộc sống mà nó hơn hiện tại như bây giờ một chút. Đấy, trước mắt là bây giờ là sẽ phải là lo cho hai ông cháu là về cái ngôi nhà này. Trước này cô bác này, ngôi nhà này thì cô bác cũng có nhìn thấy là những cái thước phim mà cháu được đăng tải lên thì cũng đã biết được rằng là một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ là xuống cấp luôn, cực kỳ và ọp ẹp luôn, có thể là ngôi nhà này, sập ngày nào cũng không biết. Mắt đỏ đỏ. Mắt vẫn còn đỏ một chút nhỉ. Ông ơi, rửa cái chỗ tai cho ông nữa, lỗ tai cho Mạnh nữa. Đấy, lỗ tai thì chỗ nhìn thấy cũng khá là bẩn. Bảo xin mà khít được đấy à? Bảo khít được đấy.
Tết này thì có ai vào nhà ông chơi không? Không có ai về đâu. Tết là không ai về à? Thế Tết thì ông với Mạnh có đi nhà ai chơi không? Đi nhà cháu trên này chơi thôi. À, là chỉ có đi nhà trên kia thôi à? Nhà mà cái anh mà hôm nọ là xuống giúp ông lập cái tấm pad bạt này đúng không? À. Nào bây giờ thì rửa tay đi, Mạnh rửa tay. Nãy rửa mặt xong rồi nhìn có vẻ sáng sủa hơn hẳn chứ. Đây đi. Đấy, rửa tay đi. Đây đi cái chậu gì để đây. Đấy, tự biết là rửa tay thôi cô bác này. Rửa sạch sạch nhá. Rồi. Một là cậu bé mà năm nay thì có 5 tuổi thôi, là mồ côi cả cha cả mẹ. Đấy, xong bây giờ thì ở mỗi ông với ở với mình ông thôi. Sau này thì có thể là trong thời gian tới thì Mạnh lớn hơn có thể cố gắng đi học hết lớp 9 rồi Mạnh sẽ không có, chắc là không có đi học thêm nữa. Tại vì là cái cuộc sống, cái hoàn cảnh của các em thì đã như vậy rồi. Có khi là nếu như mà không có gặp được cháu Lực xuống chia sẻ thì có thể là Mạnh là sẽ phải học độ tầm thêm 1-2 năm nữa thôi là Mạnh cũng sẽ phải dừng cái việc học đấy cô bác ạ. Rửa sạch chưa? Rửa sạch chưa? À? Chưa đâu à? Đấy, xong là đổ nước xong cất cái chậu đi nhá. Đấy. Đấy, cất cái chậu đi để lần sau sáng mai lại rửa tiếp nhá. Đấy, không biết cất ở trên cao đấy cô bác ạ. Ô, cái này một cái hỏng phải không? Ơ mày đi đâu chơi đấy? Hả? Đi đâu đấy? À, đây này khác chơi ở đây thôi cô bác. À, những cái chỗ này chắc là chỗ chơi khá là quen thuộc là đối với Mạnh rồi. Chắc được nhìn thấy là có rất là nhiều những cái vết cào ở đây. Mạnh thì có vẻ như khá là ngoan cô bác ạ. Đây, hôm nay thì cháu Lực cũng xuống và trao cái phần quà cho bé Mạnh và ông hết rồi. Bây giờ thì sẽ tính với ông là xem ở cái chỗ này xem là cần là bao nhiêu tấm pro đó. Ông đã thử đo xem là bây giờ cần chỗ này là cần bao nhiêu tấm pro. Đồ đo ơi. Chỗ này chắc là độ tầm 15 tấm ông nhỉ? Ừ. 15 tấm thì chắc không đến. Không đến, 12 tấm thì... Hôm nay thì bây giờ lập là phải lập cho nó có qua bên này một chút này ông này. Hay lập cho nó qua bên này thì những cái xung chỗ xung quanh như này thì mình có thể là để được củi nữa. Đúng rồi. Đây bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng ông là tính xem ở cái phần này là để là lập pro trước. Đấy, pro thì phải đạt thì mới có được. Cái đằng sau này thì chắc là cho nó phải thò ra tầm đến đây ông ạ. Đấy. Thì là đến đây rồi mình sẽ thấy nó phải đến tầm đây nữa không ạ? Đấy, đến từ một chỗ chân của cháu này. Chỗ này là bây giờ là được 3 hàng pro. Chiều ngang được 3 hàng pro rồi. 3 hàng chắc hàng 3 tấm dưới. Chắc 2 hàng, dưới 2 hàng, đến hàng dưới. Ông, đằng sau này ông ạ, đằng sau này phải là làm 3 hàng ngang. 3 hàng ngang thì mỗi cái tấm là nó hơn mét rồi. Đây mỗi tấm là hơn mét. Là bây giờ là cháu cứ lấy là 15 tấm đã nhá. Đấy lấy là 15 tấm xem là nếu mà nó lập dư ra như nào rồi thì mình sẽ để làm chỗ khác. Còn nếu mà nó lập thiếu thì mình sẽ lại tính thêm không nhá. Đấy Mạnh thì đang ngồi ở bên kia tương tư không biết là tương tư về cái gì. Đấy còn bây giờ thì cháu Đức cũng đã nói rồi cô bác. Sẽ giúp đỡ được cho hai ông cháu là về thứ gì hay thứ đó. Nhưng mà cũng mong muốn rằng là giúp đỡ cho hai ông cháu là về cái chỗ ăn chỗ ở đó cô bác ạ. Trước mắt là chỗ ăn chỗ ở để làm sao mà cho hai ông cháu
trong những lúc mà một trong mùa mưa sắp tới thì mùa mưa mùa báo tới thì sẽ không có phải là chui rúc ở những cái góc cây tre như này nữa. Đấy, là một cái ngôi nhà mà nó cũng đủ để hai ông cháu tạm sinh hoạt và ở là được rồi, chứ không phải là một cái ngôi nhà khang trang quá như ngôi nhà của hai của ba ông cháu, thì được các bác ủng hộ rất là nhiều cho nên là cháu Lực mới dám làm cái ngôi nhà như đó. Còn ngôi nhà của hai ông cháu thì hiện tại thì tiền quý cũng đã được là hơn 45 triệu rồi. Và cháu Lực cũng nhận được một cái tin vui cực kỳ là vui của hai chị là Nguyệt Thúy, có nói bật mí với cháu Lực một chút thì như thế nào thì cháu Lực sẽ nói lên trên kênh tiếp. Bây giờ thì cháu Lực sẽ không có chia sẻ lên vội, tại vì sợ rằng là trong khoảng thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều cái chuyện nó xảy ra thì cháu Lực không có giúp đỡ được hai ông cháu, thì nó lại là một câu chuyện mà hứa không có làm ấy, thì thành ra là sẽ có người đánh giá về một chút cháu Lực là chỉ nói được, chỉ nói thôi là không có làm được cô bác, cho nên là cháu Lực sẽ không có bật mí vội. Và cháu Lực cũng mong muốn rằng là nói là giúp đỡ cho hai ông cháu là chỗ ăn chỗ ở đã trước mắt đấy cô bác. Thế còn là cái thức phim này thì cũng khá là dài rồi, thế chắc là cháu Lực cũng xin phải là chia sẻ tới đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Và bây giờ thì ông gửi một lời chào tới tất cả các ông các bà nhá ông nhá. Xin chào các ông các bà, các bác các chị, xin chào. Đấy, rồi Mạnh thì lại lo ngóc là chơi ở bên kia này cô bác này. Đấy, phải nói là cực kỳ là tội luôn, một cái cậu bé mà hầu như là không có ai chơi cùng cả. Trước thì cháu Lực cũng có mua cho Mạnh là thêm là một số món nó chơi, nhưng mà chắc là trong khoảng thời gian vừa rồi thì Mạnh cũng chơi là hỏng rồi. Thì lần sau cháu Lực xuống thì cháu mua cho em Mạnh em ấy thêm. Đấy, chơi một mình khác chơi, kèm theo đó thì luôn luôn có một chú chó ở bên cạnh cũng như là bảo vệ hay là làm người bạn cho Mạnh cả. Mạnh là khác chơi ở đây một mình à? Hả? Thế chơi là chơi những cái gì? Thử nói cho chú nghe xem nào. Hả? Chơi gì? Chơi mới đất rồi à? Đục mới đất này thôi à? Đây đây thì cháu Lực nhìn thấy là có những chỗ thì đã bị Mạnh là dùng tay với lại dùng tay này, dùng những cái cây que đào thành húng thành húng nhỏ rồi. Đấy, bây giờ thì Mạnh là nói xin chào các ông các bà nhá. Nào, con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về xong là tự sao, mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.